Rồi Quốc, hỏi đi. Dạ tới, thưa con. Rồi chào anh em nha, bữa nay em về một cái lô máy cũ đã qua sử dụng của Home Depot nhưng mà nó còn 90% á. Cái máy thổi lá với lại hút này nè. Thì cơ bản thì quay cho anh em xem thì nó như thế này. Đây. Nó có thể hút lá, hút vô cái túi này đây. Và không phải là thổi lá. Tại vì nó là xài hai công tắc nha. Công tắc ở đây, công tắc ở đây. Cái clip em sẽ quay trước clip để nó thổi trước á. Thì cái máy này có mua thì anh em chú ý nha, nó có hai cái mắt ở chỗ đây nè. Thì đây là công tắc nguồn của nó, khi mà anh em gáp vô á, nó có hai đầu nha. Đầu này thì vẫn có cái chui này luôn. Khi mình ấn vô á thì mình có thể giật được, ở đây nó ngắt điện toàn bộ này luôn nha. Nên lưu ý cho mình đó, vậy thì nó có thể IC nó hoạt động luôn. Thì trọng lượng của máy này thì cũng rất là nhẹ, anh em có thể thổi máy, thổi gì cũng được, ok hết. Đây, cần ký cho anh em xem. Thì nó khoảng là 4,9 kg thôi. Đây là của Homeline á. Homeline là của công ty của đồ của Úc. Sức gió của nó là 320 kmh nha anh em. Rất là gọn. Giá của nó cũng rất là phải chăng nha. Chỉ có khoảng 2 triệu một cái thôi, rất là rẻ. Thì phụ kiện nó bộ hút đây nè, bộ hút nằm đây ha. Giật cái hộp. Rồi giờ để cho hộp giật cái nha. Bơm xăng để đây ha. Trước khi bơm xăng. Thì là chú ý em này nha, gắn cái này vô mới giật được. Rồi thổi vô cái đống nào cũng được, vô đây đi. Rồi đang thổi là hết xăng, khi mà nó nãy giờ em quay rõ ràng rồi đó, thì anh em cứ xem ha. Rồi, quay kỹ lại máy luôn cho anh em xem, làm like thì chất lượng nó như vậy hết thôi nha, rất là mới. 26cc đây, chất gió. Rồi cảm ơn anh nha. Ok. Thổi nước luôn. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Thank you.
cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long ha. Thì đang có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn em đã theo dõi video ha. Nếu anh em cảm thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha.